người ta gọi là hệ lụy của kinh tế suy thoái, và năm nay coi như là làm ăn thất bát, cho nên tất cả mọi thứ nên dọn nhà ăn Tết sớm, nghĩa là công ty ế chổng mỏ, ế không có việc làm, lôi nhân viên qua bên nhà đánh ghế, đánh bàn, đánh hết, đánh tủ bếp, đánh tất cả mọi thứ để mà gọi là dọn nhà ăn Tết sớm nha cả nhà. Đây mình là cái bếp của mình ăn ở làm sao mình ngồi lên cái bếp, mà cái tướng mình như con voi ma mút á. Cái tướng của em mà ha, mà 7 cái làng ăn ha, 8 ngày ăn không hết á. 7 cái làng mà ăn 8 ngày ăn không hết, mình vô giờ mà bước mà ngồi lại cái bếp, mình đỡ làm nào ngồi cho được, hay thiệt luôn. À, mình đang cho mấy bạn gọi là sơn sửa lại hết toàn bộ nội thất để ăn Tết sớm. Nói giỡn chứ, tại vì mọi người biết là mùa mưa với lại kiểu mùa này ế chổng mỏ, mình rảnh được khoảng 5-6 ngày nó đầu lôi ra. Mua cái này về cho bạn dán lại cái sàn. Trời, mình không nghĩ là cái sàn này nó là rẻ thế này luôn mọi người. Nguyên một cái nhà này nè. Mấy chục mét vuông nha, gần 50 mét vuông. Mà dán là cái sàn này mua nguyên liệu về, mình mua nguyên liệu chưa tới 5 triệu luôn. Quá rẻ luôn nha, quá rẻ luôn. Nhà thì xài gạch này nhưng mà giờ mình muốn đổi lại nhìn cho nó đẹp hơn, nhìn đấy hơn. Rồi đó mọi người thấy không? Năm nay là coi như là kinh tế suy thoái nha mọi người. Thôi cái rảnh mọi người ra lấy bàn, lấy ghế ra trà đi. Xong rồi Tết mình đừng có ăn bánh uống trà hết. Mình ngồi mình ăn xà bần á mọi người, mình lấy xà bần mình ăn cho nó có cái mùa Tết ấm no và hạnh phúc nha. Chọc cả nhà, quay cho cả nhà coi cảnh nhân viên team Simon tới cái gì cũng làm được, từ sơn nhà, che nhà ra, tất cả các bạn tự sơn, tự phết hết tất cả mọi thứ cả nhà. Nói chung là kiểu nhà mình cũng nhỏ chứ không lớn lắm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye, mình là Simon Tử ạ.